Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các bà các ma chú bác ơi, niệm Phật thành tâm tin tưởng vững vàng nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc là cái tông chỉ vững vàng nhất cho các bà các má anh chị em vãng sanh. Cứ đơn giản như vậy mà đi đi, một đời này mình đặt chân tới Tây phương Cực Lạc quỳ dưới chân Đức A Di Đà mà thưa với các ngài, con đã với vô lượng kiếp qua không về với Phật. Bởi nay cũng nhờ cái phương pháp này mà trở về Tây phương Cực Lạc. Phật cho chúng ta cái phương pháp đơn giản như vậy mà tự mình làm cho rắc rối, không chịu nguyện vãng sanh mà nguyện nhất tâm bất loạn. Phật đâu có chỉ mình như vậy, đâu có nguyện cho hết bệnh, đâu có nguyện cho hết chết, đâu có nguyện những cái khác, đâu có nguyện tâm thanh tịnh. Trong khi cái tâm mình đã loạn mà còn thêm một cái niệm bắt mình phải thanh tịnh nữa là thêm một cái loạn nữa không hay. Mong chư vị với nhớ, tín hạnh nguyện là tông chỉ vững vàng, đơn giản, vô cùng cô đọng, đưa mình đi thẳng về cõi Tây phương Cực Lạc một đời thành đạo. Chư vị quyết chí đi thẳng đi nhé, đừng đi lòng vòng, tội nghiệp cho chính mình lắm đây. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni quan lâm chứng minh. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ Diệu Âm và chúng con thành tâm cảm niệm công đức toàn thể chư vị đồng tu đã tham gia buổi thực tập hồi niệm hôm nay. Buổi thực tập hồi niệm hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại chư vị trong buổi hội thảo diễn ra vào thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023. Chúng con xin kính chào tạm biệt chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.